chào mọi người, mình là Quốc Đại Nguyễn. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái cách tải GamePad 2017 chơi trên điện thoại với hệ giả lập BBHS. Thì để có được game, chơi được GamePad 2017 thì mình phải có cái BBHS BB trước. Thì mọi người có thể mua cái bản BBHS BB Gold này là bằng tiền, hoặc là mọi người vào cửa hàng Glay. Vào cửa hàng Glay này nè. Đó, chúng ta gõ từ BBHS BBHS BB. Chúng ta sẽ tải cái phần này nè. BSS màu xanh này nè. Rồi chúng ta bấm cài đặt. Chúng ta chấp nhận. Thì cái GamePad 2017 này thì nó chơi trên điện thoại thì rất là mượt để mình giải trí, không cần phải ra những cái tiệm net, những tiệm kinh doanh điện tử chơi cho tốn tiền. Mình có điện thoại mình cứ tải cái này về mình giải trí thôi. Thì cái BES 2017 này thì nó có đội tuyển Việt Nam rồi. Nó đã cài đặt xong, chúng ta thoát ra. Đây là giao diện, đây là cái phần mềm để chơi game. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta tìm cái đường link. Thì chúng ta vô YouTube. Chúng ta gõ cái từ là BES 2017 hệ giả lập, chơi trên giả lập. Rồi đây là có rất là nhiều cái YouTube, các kênh. Thì mình vô cái kênh của Trinh Ngô này nè. Đó, vô trên Ngô. Vô đây. Bấm dừng video lại. Rồi. Rồi mình kéo lên. Kéo lên hết xuống cái phần nhận xét. Đây tới phần nhận xét. Chúng ta sẽ xuống tới cái chỗ này. Chỗ trên Ngô nè. Có cái đường link chúng ta bấm vào. Bấm vào đường link này nè. Bấm vô. Đây. Cái bảng BES nó có nằm đây. Rồi chúng ta bấm vô chỗ này. Bấm chỗ vận tải xuống. Vận tải xuống. Đây, GamePad. Đây là GamePad đây. Nó có 566 MB. 566 MB. Rồi chúng ta bấm ở đây tải xuống. Thì mình đã tải sẵn rồi cho nên mình không có tải xuống nữa. Thì các bạn tải xuống. Sau khi nó tải xuống thì nó sẽ nằm ở trong cái thư mục. Thư mục download. Mình vô bộ nhớ thiết bị của mình nè. Vô thư mục download. Thì nó sẽ có cái phần download của mình.
Đây, đây là cái phần download test về khóa. Rồi mình mở cái phần mềm này lên, phần mềm chơi game này lên, db.rsdb. Rồi tại vì đây tôi có chơi rồi thì nó mở giao diện lên, nó sẽ có sẵn cái game mình luôn. Còn lúc ban đầu thì nó chưa có game thì mình bấm cái mũi tên này nè. Lúc ban đầu giao diện mới tân luôn thì nó chưa có cái gì hết, thì có cái mũi tên này với các cái hàng OBB GB Conibet nè. Rồi ta bấm vô mũi tên này, tìm đến cái download. Đây có cái chữ download đó, chúng ta nhấn vào đây thì nó sẽ có cái game hiện lên, rồi chúng ta kích vào cái game đó. Rồi chúng ta kích vào cái game đó là nó vô thôi. Này chơi PS 2018 thì nó lắc, mình chơi PS 2017 thì nếu mà Samsung Z3 2016 thì mình chơi PS 2017. Còn nếu điện thoại ai có cấu hình tốt hơn nữa thì mình chơi cái những cái PS 2018 để đi. Đây là có mấy cái ba nè, rồi cái các cầu thủ Việt Nam như Lê Bình Đức, Công Vinh nè, các cầu thủ đã qua các thời kỳ á, là do mình quay thêm một cái ứng dụng quay video nữa cho nên nhạc nó cũng hơi lắc, thì mình chơi rất là mượt. À, lưu ý mọi người nha, cái này thì chơi chơi được các cái cúp, cái Liger này nè, cúp này nè chơi được nè, còn cái One Layer này thì không biết lỗi vô ứng dụng bét này hay sao mà chơi không được, cái Bicom Allegiant này cũng không được, rồi cái Master này thì chơi rất là ngon, cúp các câu lạc bộ và các cái cúp khác đều chơi được. Đó là mọi người tự tìm hiểu trong game này ha. Rồi mình thoát thì mình lót thoát ra thì lúc nào đây, khi đi cập lần sau thì nó sẽ có cái biểu tượng game bé sẵn, mọi người chỉ bấm vào đó và chơi thôi. Rồi để mọi người mà đá banh mà nó được một mà bấm các bàn phím cho nó thuận tiện á thì mọi người nên mua một cái tay cầm bấm Bluetooth, thì mọi người có thể lên Lazada mọi người bấm tay game Bluetooth X3. Đây nó có nhiều cái mệnh giá nè, mọi người thích cái nào thì mua cái đấy, nó có cái giá đỡ điện thoại luôn, 145, 134.500 thì đủ loại nè. Hình như Lazada thì nó có thu tiền phí vận chuyển 40.000 gì đó. Thì cái này nếu mà cái này 149.000 cộng phí vận chuyển 40.000 nữa. À, thì mọi người coi lựa chọn mà mua để về hỗ trợ chơi game bet hoặc là các loại game khác, rất là tiện lợi, dễ bấm. Rồi còn nếu mà mọi người muốn mua mà không tốn phí thì qua bên Shopee
Rồi mọi người tìm bên Shopee xem thử cái giữa Shopee và cái Lazada nó cái nào rẻ hơn. Tay cầm chơi game. Đây 117.000 cũng có nữa, rồi đủ loại, mọi người cứ lên đây mua về để mình hỗ trợ mình chơi cho nó tiện lợi hơn, để bấm trên màn hình điện thoại thì nó nhỏ mình khó bấm. Nó là hướng dẫn cho mọi người chơi cái game bet 2017 trên điện thoại. Qua đó thì các bạn khi xem video thấy hay, các bạn cũng hãy đăng ký kênh của Quốc Đại Nguyễn để ủng hộ tinh thần.